Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp kỳ thứ 21 của Bảy Viễn Cọp Rừng Xác của tác giả Phan Nhật Bắc. Ba ngày sau, Tài thay mặt Bảy Viễn đem lên Đà Lạt một vali giấy đô la 100, nửa triệu đô la. Ông ngạc nhiên khi Bảy Viễn lánh mặt mình. Trước khi rời Việt Nam, Bảo Đại gửi cho Bảy Viễn một lá thư riêng, bày tỏ sự biết ơn và cảm tình, đồng thời nhận Bảy Viễn làm em nuôi, dù Bảy Viễn lớn hơn vài tuổi, gọi thân mật là nghĩa đệ, tặng cho Bảy Viễn một vai vế trong hoàng tộc nhà Nguyễn. Ngày 30 tháng 4 năm 1954, một công điện gửi Bảy Viễn cho biết quốc trưởng đã ký nghị định đề cử phụ tá quân sự Bình Xuyên vào chức Tổng Giám đốc Công an Việt Nam. Khi báo chí loan tin thì cả nước bàn luận sôi nổi. Ông nhà báo già Masiak nói lại với Lại Hữu Săn bằng giọng điệu cán: "Chúng ta đang sống trong một thời đại ngộ nghĩnh phải không ông Săn? Quốc trưởng thì ở Khen, một tù nhân công nông lên làm xếp sòng cảnh sát thật đáng xấu hổ." Săn tức giận túm lấy cổ áo tên ký giả thân cận nói: "Ông đã lầm, anh em tôi chưa bao giờ ăn một ngày cơm tù." "Còn Bảy Viễn?" tên ký giả chọt thêm. "Bảy Viễn không dính dáng đến việc xếp của cảnh sát, mà nếu có thì đây chỉ là thủ tục. Ông chưa bao giờ lộ sình ăn cơm hẩm ngủ nền đất như chúng tôi, tốt hơn im cái miệng lại." Ông già Masiak làm thinh không nói gì thêm nhưng rất hậm hực, nói thầm: "Tụi mày sẽ biến ra khỏi nơi này không xa." Lời nói thầm như một lời nguyền. "Ông nghĩ sao khi tù nhân Phạm Văn Đồng ngồi giết quan chức các ông ở Ba Lê, có thấy hổ thẹn lắm không?" "Tôi sẽ trục xuất ông ra khỏi Việt Nam ngay khi tôi nhậm chức giám đốc cảnh sát, tốt hơn hết nên biết điều." Săn gầm lên, nắm tay đưa ra giữ trước mặt Masiak. Lại Hữu Săn khai trương chức giám đốc công an bằng một cuộc bố ráp ngoạn mục, vì nghe tin Việt Minh sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn. Bình Xuyên ra tay ngay trước ngày 1 tháng 5, bắt 300 cán bộ võ trang Việt Minh ngay trong đêm 30. Sáng ra dân Sài Gòn ngỡ ngàng trước những công an Bình Xuyên trang phục mới, đầu đội bê rê xanh mang tiểu liên kiểm soát hết ngã đường. Cuộc biểu tình bị chặn trong trứng nước. Lại Hữu Săn cách chức các công chức tham nhũng moi tiền sinh viên du học Pháp 2.000 đồng cho một visa. Sinh viên du học ứ động thì họ được cấp ngay giấy tờ không tốn một đồng để đi Pháp. Xúc hết các gái điếm đem tập trung về một nơi ở Vườn Lại, cho cảnh sát canh giữ cẩn mật, để thành lập xóm Bình Khang cho dân chơi về sau. Việt Minh bị săn lùng, 300 tên bị bắt thanh lọc cẩn thận và cho mò tôm ngay sau đó khi điều tra. Ngày 7 tháng 5, quân trú phòng tại Điện Biên Phủ bị tấn công tràn ngập. Các đơn vị ưu tú của Pháp bị đánh tê liệt, thua trận chấp nhận rút khỏi miền Bắc một hiệp định ký chia đôi Việt Nam ngày 20 tháng 7 năm 1954. Ngày 26 tháng 6, Ngô Đình Diệm được ông Bảo Đại đồng ý cử làm thủ tướng toàn quyền đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, với vài trăm người chào đón một nhân vật rất xa lạ với dân miền Nam. Ông là người Huế, gốc Công giáo, con của một quan lại nhà Nguyễn, có liên hệ mật thiết với Pháp, từ quan, thanh liêm, cương trực, theo lối Khổng Mạnh. Những người ra đón tân thủ tướng đa số người miền Trung Công giáo, do Trần Ngọc Liên hướng dẫn, và học sinh công chức, và thợ thuyền do ông Trần Quốc Bửu hô hào, chào đón do sự cò mồi của các thành viên phong trào cách mạng quốc gia. Ông Diệm về thay thế hoàng thân Bổ Lộc. Khi hội nghị Geneva 54 bước vào giai đoạn quyết định, không có dự kiện chính xác về ngày ông Diệm sinh, nhưng trong khai sanh là ngày 2 tháng 1 năm 1900, tại Phú Cam Huế, con thứ bảy của ông Ngô Đình Khả, làm thượng thư bộ lễ dưới triều vua Thành Thái, đã từng học tại chủng viện Penang, Mã Lai. Cha ông Khải đã cải đạo, đem bài vị gia tiên vào chùa Từ Đàm, nhờ mấy sư lo việc nhang khói. Giao tình này cho đến thời Ngô Đình Cẩn vẫn tiếp tục tốt đẹp với mấy ông sư. Ngô Đình Diệm học xong trung học ở Huế năm 1918, rồi thi vào trường hậu bổ. Mới 27 tuổi đã được bổ làm bố chánh tại Phan Rang. Sau này thăng tuần vũ Bình Thuận, từng bị Việt Minh bắt nhưng thoát chết,
khi mắng họ Hồ vì giết ông Ngô Đình Khôi, và con là Huân với câu mắng bất hủ với Hồ: "Mày là thằng xảo quyệt đã giết anh và cháu ta, còn mặt mũi nào mời ta làm việc chung?" Hồ Chí Minh tính đẩy ông Diệm lên nơi Trần Thiên nước độc để bị sốt rét giết, nhưng giáo dân Công giáo phản ứng quá mạnh nên trùng tay, vì họ Hồ đang còn muốn lấy lòng giáo dân. Hồ hối hận khi thả ông Diệp cho người lùng bắt, nhưng ông Diệm trốn thoát nhờ giáo dân che chở, rồi bôn ba nơi xứ người tìm hậu thuẫn cho một nước Việt Nam độc lập, và người Mỹ đã ủng hộ ông. Bài diễn văn đầu tiên của tân thủ tướng tuy được báo chí đăng ầm ĩ, nhưng người dân miền Nam không chú ý đến. Nơi bản doanh Cầu Chữ Y, Bình Xuyên dường như không quan tâm đến một vì sao mới trên bầu trời chính trị. Họ tự mãn với những lợi tức dồi dào nhờ sòng bài đại thế giới, không để ý đến một nhân vật chính là cố vấn Ngô Đình Nhu. Người có đôi mắt sắc lẻm, tròng trắng nhiều, khuôn mặt khắc khổ chai đá. Đây là một thiết kế gia cho chế độ đệ nhất Cộng Hòa. Bài hát tôn vinh Ngô Tổng thống muôn năm và khi xem phim chiếu rạp, phải chào cờ có hình ông trên lá cờ. Nhưng quan một thời dân vạn đại, làm sao mà muôn năm được, khổ tay cho mấy ông tung hê. Bảy Viễn được bơm lên mây, ông coi thường tân thủ tướng Ngô Đình Diệm. Bảy Viễn đã lầm, một con người có giọng nói khó nghe của miền sông Hương nối ngự, sống như một nhà tu sẵn sàng đạp hết chướng ngại vật trên con đường của ông ta. Đạo vô tôi không còn khi nhà Nguyễn cáo chung, báo đại thuộc về quá khứ, không còn khuôn mẫu gì trong hiện tại, cờ trong tay ai nấy phất. Trước tiên ông muốn tìm một sự ủng hộ của các giáo phái. Quân đội thì trong tay Nguyễn Văn Hinh, người của Pháp, họ không ưa gì ông. Ông cần thay thế những người cầm đầu quân đội. Chuyện này không phải dễ. Quân sư Quạt Mo Lansdale sẽ có kế hay. Câu chuyện sòng bài đại thế giới đã đến tay ông, do cố vấn Ngô Đình Nhu trình bày cặn kẽ. Đồng bào ổ kiến lửa Bình Xuyên phải có lực, những tay chơi anh chị này phải dùng nắm tay bọc nhung trước, không được thì dùng nắm tay thép. Các đơn vị từ Bắc kéo về chưa thống nhất cần phải có thời gian. Hơn nửa triệu người Bắc di cư sẽ là hậu thuẫn sau này, nhưng đất phương Nam không dễ ăn, thời gian sẽ trả lời. Chuyện trước mắt, lấy lại công an trong tay Bình Xuyên và tống khứ Nguyễn Văn Hinh về Pháp, mà ngặt là chính quốc trưởng Bảo Đại ký công văn bổ nhiệm lại Hữu Sang vào chức vụ này. Cho dù là thủ tướng toàn quyền, ông cũng rất ngại Bình Xuyên, đang có một trung đoàn đóng quân quanh Sài Gòn. Phải đồng hóa hay tiêu diệt, họ đã đánh Pháp có đổ máu cho miền đất này, bứng họ không dễ. Thật ra, anh em ông đâu có một ngày đánh nhau với Việt Minh. Việt Minh bắt đầu triệt thoái về Bắc theo hiệp định. Trong thời hạn 300 ngày và Pháp cũng đang triệt thoái về Nam, dần chuyển giao hết các cơ sở quân đội họ, đã thua sau gần một thế kỷ cai trị đất nước này. Ngày 10 tháng 9, ông Ngô Đình Diệm thành công bứng tướng Nguyễn Văn Hinh ra khỏi Sài Gòn, khi tướng Ely của Mỹ can thiệp và hâm một câu: "Người Mỹ sẽ cắt mọi viện trợ nếu anh chống ông Diệm." Từng bước một khôn ngoan và đầy mưu lược, ông thu hết quyền hành về tay mình. Cho dù Bảy Viễn có sang Pháp thỉnh ý cựu hoàng cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Khi sang Ken gặp cựu hoàng, Bảy Viễn về lại vùng đất của mình hùng cứ ra lệnh chuẩn bị chiến đấu. Vì Bảo Đại khuyên đừng nhượng bộ, sẽ cách chức ông Diệm. Bảy Viễn sẽ được chỉ định làm thủ tướng. Lời khuyên này làm Bảy Viễn hốt càng với một quân đội thiện chiến, đã có 8 năm chọi với Việt Minh. Khi còn trong Liên Hiệp Pháp, các tiểu đoàn dù và bộ binh đánh Bình Xuyên khi có lệnh, các sĩ quan trung cấp muốn đánh vào sòng bài đại thế giới trước để cắt nguồn tài chánh Bình Xuyên và vớt vát chút đỉnh. Và họ đánh rất hăng, Bình Xuyên chịu không thấu chém về, bỏ lại mấy chục triệu bạc còn trong két sắt cùng mấy chục xác chết. Tháng 4, 1955, Bình Xuyên tấn công thành Cộng Hòa. Sau những thương thuyết thất bại với ông Diệm, bắn vào các đơn vị quân đội quốc gia đi tuần trên những con sông, gây hấn tại các điểm đóng chốt ngay Sài Gòn, Bảy Viễn đùa với lửa, ông không biết sức mình.
Khi quân đội ra tay, các cánh quân Bình Xuyên tan rã nhanh chóng, một số chạy về bản doanh cầu chữ y cố thủ. Nhan lúc này lên thiếu tá, điều ngay tiểu đoàn 5 về giữ cứ điểm cầu Tân Thuận, đương đầu với quân Trịnh Minh Thế. Sau khi bỏ chợ lớn, lính bỏ trốn gần phân nửa, nên liên lạc về tổng hành dinh. Bảy Viễn nói, em Trắng chống cự rồi rút về rừng sát, chúng ta chưa thua. Bảy Môn đã kéo về đó trước chuẩn bị cho tình thế khó khăn, thì bôn tẩu về Đồng Tháp. Nhan biết Bình Xuyên đã đến lúc tàn, ông muốn buông súng về lại ngôi chùa xưa. Nhưng một trận đại liên kết liễu mạng ông bên bờ kinh Tàu Hữu, và lính tan rã bỏ chạy hết. Quân Bình Xuyên kéo về rừng sát. Thủ tướng Ngô Đình Diệm ra lệnh mở cuộc hành quân Hoàng Diệu ngày 21 tháng 9 năm 1955, truy sát Bảy Viễn, do Đại tá Dương Văn Minh tư lệnh phó là Trung tá Nguyễn Khánh, tham mưu trưởng Thiếu tá Nguyễn Hữu Hạnh, phối hợp với hải và không quân. Chiều ngày 22, có một công điện gửi đến từ văn phòng thủ tướng là bảo vệ Sophia Trần, vợ Bảy Viễn, bằng mọi giá nếu bắt được. Tư lệnh chiến dịch lưu ý và thi hành. Lúc này, 2140 có mặt bên Nguyễn Hữu Hạnh làm công tác hướng dẫn viên truy lùng Bảy Viễn. Ông tháp tùng trên giang đỉnh hướng dẫn vào vùng đầm lầy chằng chịt, biết hết mọi ngõ ngách mà Bảy Viễn thường di chuyển. Nhưng 2140 đã dẫn đường xa hơn một chút, dành thời gian cho Bảy Viễn bôn tẩu hướng khác. Bảy Viễn đang nóng lòng vì tin tức từ khắp nơi đưa về là quân chánh phủ tiến như chẻ tre, Bình Xuyên trả từng mảnh thì cận vệ chạy vào nói. Đại ca, có tin 2140? Bảy Viễn tròn tỉnh hỏi ngay thì cận vệ đáp. Cho giang đỉnh đi hướng khác, tất cả con đường quen thuộc đều bị bịt lối. Người đó đâu, đem vào. Người bộ hạ mà 2140 đưa về lúc đó đi vào chào nói liền. Đại ca, 2140 đang ở trong ban tham mưu chiến dịch. Khuyên đại ca nên tẩu sống, đừng theo đường cũ. Đổi lộ trình đi xuồng càng ít người càng tốt, họ muốn lấy mạng đại ca đó. Cho qua chuyển lời cảm ơn. Bản doanh Bình Xuyên tan hoang, con cọp thân yêu, gấu và chim muông của Bảy Viễn bị trúng một dây chết. Tất cả vợ và con Bảy Viễn đều bị bắt. Sophia Trần trốn được vì con bà đã gửi về bên ngoại. Một thân một mình, bà muốn theo Bảy Viễn nếu có gì cũng trọn tình trọn nghĩa. Nhưng ông không cho. Khuyên bà nên về chợ lớn nương tựa, có người Tàu lo. Sophia, em là người ta tin cậy nhất và là người ta yêu quý nhất. Hãy về lo cho con, ta đã lo liệu hết. Đời chiến sĩ sống chết là chuyện thường. Ông nói trong đau đớn như Hạng Vũ biệt Ngô Cơ trong Hán Sử Trên Hồng mà ông đã từng đọc. Sophia gạt nước mắt ôm Bảy Viện thật lâu rồi cải trang thành một người bán xôi rời trừng sát theo một ngõ bí mật. Về chợ lớn được người Tàu cưu mang, đổi tên Tàu, chuyển hết cả trưng mục cùng cổ phần trong các ngân hàng, công việc kinh doanh sang tên mới. Bảy Viễn cho một cận vệ tìm một nữ bí thư, em Thomas Phước, mà Bảy Viễn nhận làm em nuôi về, đem hết giấy tờ quan trọng vào chợ lớn, gặp các xì thẩu chuyển tất cả cổ phần và tiền vào trưng mục của em nuôi, để khỏi bị phát mãi hoặc đám tướng tá chiếm hết. Người em gái nuôi cũng là em gái Thomas Phước, Teresa Phương. Sau khi Phước chết, Bảy Viễn nhận bà làm em, lo lắng cho gia đình Thomas Phước chu đáo cho Sáu Thẹo vào Bình Xuyên, huấn luyện thành cận vệ. Ông gọi Sáu Thẹo nói, em gọi Phương đến đây. Dạ đại ca. Teresa Phương đến trong bộ đồ bệch của lính Pháp gọn gàng, vai mang súng chào Bảy Viễn. Muội nghe huynh dặn này. Bảy Viễn đưa một cái cặp da nói thêm. Em và thằng Sáu theo trong bản đồ, về dưới đường hầm Đại Thế Giới, con đường cống thoát nước này sẽ dẫn lên một căn phòng, còn chứa tiền dự phòng của Bình Xuyên và vàng hơn 20 triệu. Em lấy thay mặt ta trả cho các gia đình cô nhi quả phụ của Bình Xuyên, bà lo cho các chị và con của ta. Teresa Phương gật đầu, nàng lúc nào cũng ít nói và chỉ nhận lệnh thi hành không thắc mắc. Vì Bảy Viễn đã lo lắng cho nàng và gia đình, khi anh nàng Thomas Phước chết như một người anh cả đúng nghĩa. Số mã khóa và giấy tờ trong cặp da, thôi em đi đi. Thay đồ dân sự em toàn quyền với số bạc và vàng này. Theo Teresa Phương làm xong chuyện sau vụ đó,
Các lính Bình Xuyên trả ngủ được người Hoa chợ lớn Cô Mang, làm tất cả mọi nghề để sống trong mấy năm thạnh trị của chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bảy Viễn tính rất xa sau khi Bình Xuyên rã đám. Mấy ông tá vào chợ lớn lôi các ban trưởng trùi, quăng lên bàn một cây súng ngắn và quả lựu đạn ra hù. Mấy ông đem hết tiền bạc và chân mục của thằng Bảy Viễn và vợ con hắn ra đây ngang chưa? Lý Tài Ban trưởng mạnh nhất chợ lớn, hắn đâu có ngán vì cũng có mối giao hảo với anh em ông Diệm, nhưng cũng nhỏ nhẹ nói với viên thiếu tá mặt rất ngầu. Dạ, lâu có, Bảy Viễn lâu có gửi tiền ở đây, tiền thuế nó lấy hết đem vô rừng sát lo, lấy mua súng đạn và trả lương cho lính của nó rồi. Còn tiền ở sòng bài đại thế giới thì mấy lị lấy hết rồi, mấy chục triệu lo, hỏi thằng chỉ huy lính dù lo, ngầu không có biết gì hết, chỉ làm ăn và lóng thế thôi à. Lũ ma thằng Bảy Viễn nó chạy rồi, sao các ông không bắt nó lại lấy tiền ha? Chinh hột hồi chẳng ai cậy mồm mấy ông ban trưởng họ, bao che người có dòng máu Triều Châu, nổ Hán. Mấy ông hung thần đành kiếm Đỗ Cao Trí xin chúc cháo. Trên chuyến bay Air France ngày 10 tháng 1 năm 1956, trên khu vực sang trọng Bảy Viễn và Lại Hữu Tài, Lại Hữu Sang, ba người tội phạm bị Việt Nam Cộng Hòa sau này ban lệnh truy nã và lãnh án tử hình. Ông Dung ngồi uống những ly rượu vang hảo hạng, bỏ lại sau lưng trừng sát và uy quyền cùng tiền bạc, gái đẹp, nhà cao cửa rộng, tiền hô hậu ủng một thời oanh liệt, cùng hàng trăm bộ hạ chết bất quẩn khắp cầu Chữ Y, Tân Thuận, trên các bờ kênh nơi chợ lớn, chỉ vì lòng tham không đáy của con người. Các người vợ và con được đoàn tụ, nhưng người Pháp khuyên Bảy Viễn ly dị, chỉ một vợ một chồng theo Tây Phương. Ông đồng ý trên tư cách pháp lý, nhưng mọi việc không thay đổi. Ông sống ung dung sung túc với con cháu một đời, cũng hay lui tới các sòng bài cho vui. Không gặp lại cụ Hoàng, dù ông Bảo Đại cũng ở Pháp. Tiền bạc ông do em gái nuôi đầu tư ở chợ lớn vẫn chia cho ông hàng tháng gửi sang Pháp. Và ông cũng còn tham vọng trở lại làm chuyện lớn sang Thái Lan với những tổ chức chống Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng thời đã hết. Tính ra ông là một tay anh chị thành công nhất trong lịch sử mà bố già mafia Vito Corleone cũng không bằng. Trên vách cái bảo quốc huân chương được chính phủ quốc gia truy tặng ngày 12 tháng 12 năm 1953, được lồng trong khung kính mạ vàng, mà ông rất kiêu hãnh, đâu có tên tướng cướp nào như ông. Bảy Viễn thường nói với Tài và Sang mỗi khi gặp họ nhắc lại chuyện xưa. Thôi, bỏ đi, tên tôi Viễn có nghĩa là xa xôi bảy dặm, âu cũng là số mạng. Sao bỏng mạng tôi truy mờ nhưng không chết vì súng đạn? Anh em dòng họ Ngô Đình sẽ không khá hơn tôi. Sao bỏng mạng của họ rất sáng nhưng lại có sao sát tinh kế bên? Tên tôi đi, năm Mão sẽ có biến lớn. Thằng Minh Cầu là sát tinh đó. Thầy Sáng Kinh Lục đã giải thích cho tôi chút ít về thiên văn khi ông về lại Quảng Đông. Năm 1963, sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chánh giết, Lê Văn Viễn nộp đơn xin về lại Việt Nam và yêu cầu trả lại tài sản của Bình Xuyên và cá nhân cho ông. Nhưng đám tướng lãnh vẫn còn ngán con cọp Bình Xuyên, dìm luôn mấy lá đơn xếp vào dạng hồ sơ mật, và sự can thiệp của Bộ Ngoại giao Pháp cũng không ăn nhầm gì. Cho đến năm 1972, Bảy Viễn từ giã cõi đời, ông cho là ô trọc. Về lại nơi nào đó chắc có nhiều quan hồng đòi mạng. Chắc chắn rằng Đức Phật không dám đón ông về Tây Phương Cực Lạc. Dù trong dinh thự của ông nơi cầu Chữ Y, có một bàn thờ Đức Phật rất trang nghiêm. Về già, ông tụng chú Đại Bi, cứ tu rỉ ta ta bà ha mỗi buổi sáng sớm. Trong một căn phòng nhỏ dành riêng cho tướng cốt, một thời ở ngoại ô Ba Lê, biết đâu khi tướng cốt quăng đao cũng thành Phật. Chiều cuối năm 1972, đứa con trai của Sophia Trần với Bảy Viễn, một trung úy hải quân Việt Nam Cộng Hòa, tên Lê Trần Anh Hùng làm việc tại Bộ Tư lệnh Hải quân ra đặc khu rừng sát. Ông thả một vòng hoa xuống mặt sông để tưởng niệm cha của mình, rồi đứng nghiêm chào bên cạnh là thân mẫu Sophia Trần, mặc chiếc áo dài đen lau nước mắt, bà vẫn chung thủy sắc son với ông. Mẹ, dù thế nào đi nữa con vẫn hãnh diện về ba của con.
Hùng nói. Bà Sophia Trần dường như thấy ông ngồi trên một gian đỉnh chờ tới, đưa tay đón bà, dáng ông hiện lên rồi biến mất trên mặt dòng sông bình thản. Lời kết. Như đã hứa, 2140 là người tù tên thật là Đào Văn Chấn, một cựu sĩ quan người Nùng ở Pleiku khổ sai chung thân vì giết người. Ông kể lại chuyện này rành rọt cho Liêm Anh, một bút hiệu đúc kết lại thành một tài liệu mà tác giả dựa vào đó viết thêm chút ít thương vị cho đậm đà và bỏ bớt những phần không cần thiết nhằm mua vui cho thính giả. Tác giả không viết lịch sử, không thiên vị ông Bảy Viễn và không bôi bác một ai. Đương nhiên có người thích và không thích chuyện này. Bình Xuyên là một phần câu chuyện về sử liệu mà Bảy Viễn là nhân vật có thật. Mong lớp trẻ sau này đừng nhầm lẫn như Lê Văn Tám được hư cấu do Trần Huy Liệu, một quốc dân đảng phản bội theo Hồ Chí Minh đẻ ra để gạt mọi người, và những cuốn phim dựng lên nói về ông hoàn toàn xuyên tạc. Thanh Kiều, chú Tám đã chuyển tải đến người nghe câu chuyện Bảy Viễn cọp rừng xác này. Phan Nhật Bắc, Australia, ngày 7 tháng Giêng 2023. Tôi cũng thích chuyện này lắm á. Hồi đó có đọc qua Người Bình Xuyên mà tác giả Nguyên Hồng của Việt Cộng viết, chán quá. Bây giờ mới đọc trọn vẹn về ông Lê Văn Viễn. Hay, một câu chuyện hay. Xin cảm ơn tác giả Phan Nhật Bắc và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.